Ờ, vâng cơ sở dâu tây giống anh Hoàng xin kính chào tất cả anh chị và các bạn trên mọi miền tổ quốc hôm nay anh Hoàng sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn những cái cây giống dâu tây hiện nay vườn của anh Hoàng đang có bán nha các bạn nhé thì hiện nay là cây giống đang rất là nhiều các bạn ạ tầm khoảng cỡ trên 2.000 cây giống anh Hoàng đang để trước mặt các bạn đây đây toàn bộ là cây giống dâu tây cấy mô các bạn nhé ưu điểm của dâu tây cấy mô là nó sẽ sạch bệnh này độ đồng đều của giống cao này nó chuẩn giống này các bạn nó rất là nhiều cái ưu điểm cây nó sẽ bền cây hơn khi các bạn xuống giống nó sẽ được tầm 2 đến 3 năm sau khi trồng sau khi thu hoạch trái thì sau đây anh Hoàng sẽ giới thiệu cho mọi người những từng giống dâu tây một các bạn nhé ở đây các bạn lưu ý là toàn bộ cây giống ở đây bán với cái giá là 10.000 một cây các bạn nhé đồng giá tất cả các giống đều 10.000 một cây hết không có giống nào cao hơn giống nào cả sau đây anh hoàng sẽ giới thiệu cụ thể này. đầu tiên là đó là cây dâu tây nhật hana các bạn nhé. đây. nhật hana hiện nay anh hoàng đang có khoảng 1.000 cây. ưu điểm thì nó sẽ là một trong dòng chịu được nhiệt độ rất là tốt, chịu được nắng, nắng rồi chịu được mưa, rồi có thể trồng được ở ngoài đất các bạn nhé. cái dòng này trồng được ngoài đất này. phù hợp với anh chị các bạn là trồng ở ngoài miền bắc, miền trung trồng thì cũng được, miền tây nguyên cũng được, miền nam cũng được. rất nhiều anh chị thích. Dòng này là siêu ngọt Quả rất là ngọt Quả to Ngọt Rất là ổn các bạn Đây về quy cách cây này các bạn này. Cây nó sẽ cao khoảng cỡ tầm 2 đốt ngón tay Quy cách cây đây Đây nó sẽ dễ của nó sẽ như thế này các bạn à, Như thế này các bạn này. Đó Tầm cỡ 4 đến 5 lá như thế này Đó Nó sẽ nhỏ này các bạn nhé Các bạn lưu ý này Cầm ở trong bàn tay này Nó nằm gọn ở trong cái bàn tay của mình luôn nó rất là nhỏ các bạn, cao khoảng hai đốt ngón tay thôi. Nhược điểm của nó thì ăn quả ăn khi quả nó chín á, thì nó sẽ ít cái độ thơm, á. độ thơm của quả thì nó sẽ thơm rất là ít. Đó, một cái nhược điểm như vậy thôi. Còn lại tất cả là ưu điểm. Đó là dòng đầu tiên là dòng Nhật Hana các bạn nhé. Thứ hai đó là dòng Nhật Lùn này. Nhật Lùn thì được rất nhiều anh chị em các bạn săn đón ở trong các cái vùng xứ nóng, Nói về là miền Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, miền Trung nắng nóng, dòng này rất là hợp. Nó có tên gọi khác là Nhật Tochi Otomi Dòng này thì quả ngon, thơm, ngọt Nhược điểm thì quả nó hơi mềm một chút thôi Cái này là siêu chịu nóng, siêu chịu nhiệt Siêu chịu hạn, rất là phù hợp với anh chị các bạn là Trồng ở nhiều vùng khác nhau Rồi dòng thứ hai các bạn nhé Rồi dòng thứ ba này Mình muốn giới thiệu cho mọi người cái dòng một cái dòng Nhật nữa Đó là dòng uh, Nhật Noka Là dòng thứ ba Dòng này là ra quả quanh năm này Chịu nhiệt, chịu mưa, chịu nắng Rất là tốt, ưu điểm của nó anh hào rất là thích cái dòng này là cây của nó lá nó rất là bóng mượt mà quả của nó cũng rất là bóng mượt quả to Đấy, quả to ăn quả thì ngọt thơm nhược điểm của nó thì quả của nó hơi mềm thôi đó nó cũng hơi mềm một chút cây quy cách cây đây cũng là cây cấy mô đây các bạn này các bạn có thể xem một vài cái cây giống đây cao khoảng một hai đốt ngón tay thôi cũng 10.000 một cây các bạn nhé Rồi, dòng thứ tư này sẽ là dòng nhật Akihimi. Dòng này sẽ trái ngược với nhật lùn. Nhật lùn thì gọi là nhật lùn, dòng này là nhật Akihimi, là nhật cao các bạn nhé. Đó, quy cách cây này. Đây, cây cấy mô như thế này các bạn. Này. Đó, 4 đến 5 lá. Đó, nhỏ như thế này thôi các bạn nhé. Cũng 10 nghìn một cây. Quả to, thơm, ngon, ngọt. Nhược điểm là quả nó ăn nó cũng vị nó hơi chua chua một chút thôi. Tiếp theo này, nó là dòng thứ tư này, dòng thứ năm này, bạch tuyết má hồng các bạn này, bạch tuyết má hồng đây là dòng hết sức là thơm ngon ngọt. Quả nhược điểm của nó thì quả của nó hơi nó hơi ít quả các bạn, tức là nó không được sai quả thôi. Còn là tất cả là ưu điểm trồng ở vùng xứ nóng nắng đều trồng được, cây nó sẽ cao khoảng cỡ 3 đốt ngón tay này, rất là cao. Đây, dễ rất nhiều. Đó, dễ rất là nhiều. Chắc khỏe các bạn. Rồi dòng thứ năm này. Dòng thứ sáu này các bạn, đây dòng thứ năm này, dòng thứ, năm là bạch tuyết má hồng dòng thứ sáu này, bạch tuyết này. Hay còn gọi là bạch tuyết ngọc trai này. Đó, màu trắng toát thôi, nó không có màu kiểu như nó chín nó không có màu hồng hồng giống như kiểu bạch tuyết má hồng. Đây, dễ này. Cây cũng khoảng 4 đến 5 lá. Đó, chắc khỏe, dễ cực kỳ nhiều này. Bạch tuyết ngọc trai quả chín nó sẽ màu trắng toát giống như kiểu làn da của bạch tuyết quả ăn thơm ngon ngọt Tuy nhiên nhược điểm là quả nó cũng hơi ít các bạn nhé Rồi tiếp theo này Chúng ta sẽ đến Nó là dòng thứ 6 là bạch Tất cả những cái dòng nhật này, các bạn nhé Giới thiệu từ đầu đến giờ dòng thứ 1 đến dòng thứ 6 là dòng nhật quả trùm Và nó thuộc cái giống nhật, nhật Dòng thứ 6 là chúng ta sẽ đến với dòng Mỹ Mỹ Monterey các bạn Đây là một trong những dòng Mỹ hết sức là được ưa chuộng trong cái thời gian gần đây Đó Dễ này Cây cao khoảng cỡ 3 đốt ngón tay 4 đến 5 lá Dòng này có thể trồng dưới đất. quả quả rất là to. Thơm, tuy nhiên là quả của nó ăn sẽ vị ngọt và hơi hơi chua các bạn nhé. Đó. Trồng dưới đất cũng được, trồng trong chậu cũng rất là ok. Phù hợp với các bạn trồng ở miền Tây Nguyên, miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều trồng được. được. Chịu được nắng nóng, mưa tốt. Rồi tiếp theo này, dòng thứ 8 này các bạn này, đó là dâu tây New Zealand các bạn. Đây. New Zealand này. New Zealand này thì ưu điểm là quả to, thon, dài, ăn thơm, cực kỳ thơm. Một trong dòng là được đánh giá là theo anh Hoàng đánh giá là thơm ngon nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Quả cứng, ăn giòn các bạn nhé. Đây, quy cách cây thì rất cao tầm 3 đốt ngón tay. Đây rễ này, rất nhiều này. Đó. Đấy, rễ trắng này. Đó, khoảng cỡ 3 đến 4 lá. Như này các bạn, Nhược điểm của nó thì cây của nó nó chịu mưa hơi kém thôi. Đó là dòng uh, thứ 8 các bạn. Rồi ngoài ra thì anh Hoàng có bán một cái dòng uh, mâm xôi. Hiện tại chỉ có một dòng mâm xôi đen này các bạn. Mâm xôi đen thì uh, nó là một cái vị cây có, có khả năng uh, vị thuốc các bạn. Đây mâm xôi thì dễ nó rất là nhiều các bạn nhé. Cũng 10 ngàn một cây thôi. Nó dễ nó cực kỳ nhiều luôn đấy. Dễ nó xoắn suýt suýt. Rất là nhiều. nơi các bạn này đó mâm xôi đen cây nó sẽ khi cây nó lớn nó có thể leo giống như kiểu mấy cái loại cây thân leo đó, đó là toàn bộ những cây giống dâu tây tám giống dâu tây và một giống mâm xôi đen các bạn nhé anh chị các bạn ship toàn quốc các bạn nhé 10.000 một cây phí ship là 30.000 các bạn ở đây để lưu ý các bạn là anh Hoàng bán cây giống là không có miễn phí ship đây là một điều các bạn cực kỳ lưu ý Do có rất nhiều anh chị chúng ta cũng hay muốn miễn phí ship ấy, nhưng mà bên anh Hoàng này không miễn phí ship các bạn nhé. Không miễn phí ship. 20 cây, 200 000 phí ship là 30 000 tổng cộng một cái đơn hàng 20 cây là sẽ tầm là 230 000 Các bạn sẽ được tặng thêm khoảng 2 đến 3 cây. Trong cái quá trình bán thì anh Hoàng luôn luôn tặng thêm cây cho mọi người để cho anh chị các bạn là tránh trường hợp là cây về nơi nó bị chết một vài cây gì đó hay là về nơi mình trồng nó bị hụt một vài cây gì đó thì sẽ có một vài cây nó bù vào hoặc là hai ba cây đấy nó sẽ bớt cái phần phí ship cho các bạn đi đó thì các bạn sẽ cảm thấy nó vui hơn hào hứng hơn rồi thì vừa rồi anh Hoàng đã giới thiệu cho tất cả anh chị các bạn những cái cây giống dâu tây và mâm xôi hiện nay là cơ sở anh Hoàng đang có bán anh Hoàng thì ở thành phố Con Tum các bạn nhé. Nếu anh chị các bạn ở thành phố Con Tum thì có thể ghé địa chỉ 25 1 đường Ngô Thì Nhậm, tổ 4 phường Trường Trinh, thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum. Các bạn có thể lên Google Map các bạn tra cái chữ dâu tây sạch anh Hoàng thì các bạn sẽ thấy cái cơ sở của anh Hoàng. Có địa chỉ, có nơi cung cấp cây giống đàng hoàng cụ thể các bạn nhé. Đấy, các bạn cứ yên tâm, một cơ sở uy tín bán hàng cây giống dâu tây ở trên mạng đến nay là đã được khoảng cỡ 5 đến 6 năm bán hàng cây giống ở trên mạng này các bạn chuyên về cây dâu tây một cơ sở hết sức là tin cậy dành cho quý anh chị và các bạn các cháu trên mọi miền tổ quốc giá bán 10.000 một cây các anh chị và các bạn mà mua cả một vỉ á, thì giá bán nó sẽ mềm hơn giá cả cụ thể thế nào thì các bạn liên hệ với anh Hoàng hoặc là các bạn mua nhiều số lượng khoảng 1.000 cây 500 cây 1.000 cây 2.000 cây hoặc vài nghìn cây thì các bạn sẽ được cái giá ưu đãi cực kỳ hơn rất là nhiều các bạn nhé. Đấy thì một lần nữa anh Hoàng cũng xin cảm ơn cái sự ủng hộ của anh chị em các bạn trong cái thời gian vừa qua và các bạn nào cần cây giống thì hãy liên hệ với anh Hoàng qua số điện thoại và zalo chín bảy bảy nha.